Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Di Cao Đưa Ôm Thành Số. Vâng, hôm nay thì bên Di Cao Đưa Ôm Thành Số lại nhận được đơn hàng của cô chú Bích Vui. Vâng, có số điện thoại là 0866, 3 giờ cuối là 636. Và cô chú ở khu 1 Bảo Yến, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Vâng, sau khi cô chú có tìm hiểu kênh YouTube Di Cao Đưa Ôm Thành Số thì cô chú có đặt một cái súp mắc tim bát 30. Vâng, súp mắc tim bát 30. Thì đầu tiên cháu thay mặt công ty Zicao Đưa Ôm Thành Số được cảm ơn cô chú đã ủng hộ sản phẩm bên cháu để về sử dụng. Vâng, thì đây là cái diện mạo mà cái súp Martin của bên cháu đang bỏ thùng ra và test cho cô chú trước khi đóng gửi hàng. Thì bên cháu test rất là cẩn thận, hoạt động hoàn hảo thì bên cháu mới gửi đi cho khách hàng ạ. Đây là cái tiếng súp đang hoạt động đấy ạ. Đây cháu tắt súp đi nhá. Đây cái chất nhạc mà không có súp ấy thì nó nghe rất là khô, nó không ấm và không sâu. Cháu lại bật trầm lên ạ. Nghe tiếng trống, tiếng bát rất là sâu, mềm và nói chung là đầy sức sống. Cháu lại tắt đi cho cô chú nghe thử nhá. Bật lên ạ. Hai chất âm khác nhau hoàn toàn luôn. Thì đa số gia đình nhà chúng ta thì chỉ có một cái đôi loa hoặc là một cái kết hợp với một cái âm ly là cũng tạo thành một bộ karaoke gia đình, nhưng để đủ giải thì nó chưa đủ đâu ạ, vì loa nó không thể thể hiện hết được. Vì thế mà chúng ta phải thêm một cái cục trầm để hỗ trợ cái giải bát âm trầm, giải bát thấp mà những đôi loa không có. Đây là cái súp Martin, đặc biệt là được sơn sần màu đen rất là chắc chắn. Mà mặt trước được bảo vệ bằng lớp e căng bằng gỗ cũng rất là chắc chắn. Và lỗ thông hơi phía dưới ạ. Thì đây cháu quay tổng thể cho cô chú xem cái dáng vẻ bề ngoài của cái súp Martin 330 mà bản thương mại mã của nó là S2018. Cháu chỉ chuyên hàng loại Trung Quốc Trung ương thôi nhé, không có làm hàng trôi nổi trên thị trường kém chất lượng. Hiện tại cái súp 30 Martin này của cô chú thì rất là hoàn hảo nhé. Thì bên cháu xin phép bên cháu tháo ra và trước khi đóng là bên cháu kiểm tra rất là kỹ rồi ạ. Xin phép cô chú là cháu đó mà bỏ ra bên cháu đóng quá cẩn thận để gửi cho cô chú nhé. Vâng, cháu xin tặng kèm cô chú Bích Vui cái dây tín hiệu nhé. Về cô chú chỉ việc đấu ghép vào âm ly hoặc là từ đằng sau đẩy ra là được ạ. Và đi kèm dây nguồn nữa ạ. Bên cháu bọc nó rất là cẩn thận nhé cô chú nhé. Đây cô chú Bích Vui nhé. Sau khi bên cháu đã test và kiểm tra và đóng gói rất là cẩn thận thì bên cháu đã ghi đầy đủ thông tin địa chỉ đấy ạ. Thì con mong cô chú nhận được hàng sớm bên con để sử dụng. Vâng, sau cùng thì con chúc cô chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn luôn gặp nhiều may mắn cô chú nhé. Vâng, con chào cô chú ạ.